Thật là tuyệt vời nếu hôm nay bạn vẫn đang theo dõi video. Và trong chuỗi video ngày hôm nay thì chúng ta vẫn là tăng cường cái sống lưng của chúng ta, nó là tăng cái lượng cơ bắp lên. Nếu các bạn vẫn như lần trước, nếu các bạn đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi video liên quan đến tăng cường và phục hồi cho phần lưng, thì mình hy vọng các bạn hãy quay trở lại với các bài tập của ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Thì như vậy thì bài tập phát huy tính hiệu quả cao hơn được. Chúng ta trong quá trình để phục hồi cái sức khỏe của mình không thể nóng vội được, tại vì quá trình sức khỏe được hình thành trong một quãng thời gian rất là dài, do cái thói quen sống, do cái cách chúng ta vận động, do cái cách chúng ta ăn uống. Chính thế nên bất cứ khi thay đổi điều gì cần một sự kiên trì, và thứ hai cần sự thay đổi một cách từ từ, không thể nào thay đổi nhanh chóng một cách nhanh chóng được để có một sức khỏe tốt hơn được. Và trong buổi hôm nay chúng ta vẫn sẽ tập các động tác liên quan tăng cường các cái nhóm cơ xung quanh hỗ trợ cho phần lưng, và chúng ta bắt đầu trong buổi tập ngày hôm nay. Các bạn đứng lên, ta bước về đầu thẳng, hai chân vẫn bước rộng, trụ sát hai chân, có chân cái chạm sát vào nhau. Tư thế đầu tiên, tư thế núi. Hít vào, tay dang ngang, vươn lên. Lòng bàn tay áp chạm vào nhau. Ngón tay cái hơi móc vào nhau. Thật ra chúng ta nhấc cao vai. Giữ nguyên tư thế, hít vào chậm. Nếu có thể hãy nhắm mắt lại. Có thể một số bạn sẽ cảm thấy hơi chóng chành, thì chúng ta có thể hơi siết đùi lại và nhấn cái đầu ngón chân xuống thẳng sẽ giữ vững hơn. Hiệu quả trong việc nhắm mắt sẽ giúp cho hơi thở chúng ta sâu hơn rất là nhiều. Mỗi lần thở ra hãy thả lỏng toàn bộ vùng cơ trên khuôn mặt, đặc biệt là vùng trán, đó là nơi sẽ tập trung rất nhiều sự căng thẳng. Thả lỏng khuôn mặt của mình trước, sau đó sẽ tiếp tục vươn căng. Hãy lưu ý các động tác sẽ hít thở chậm. Một động tác được gọi là hít thở chậm thì thời gian hít vào trung bình khoảng tầm từ trên 6 giây đến 8 giây và thở ra có thể lâu hơn tùy vào cái độ khỏe của hơi thở của mỗi người. Tiếp tục đẩy căng tay, hít vào trùng tay, thở ra hạ tay xuống. Như lần trước, nếu mà chúng ta vươn vai vừa rồi mà trong khoảng 30 giây mà chúng ta đã tê tay thì nó phản ánh một phần cấu trúc vai của chúng ta có vấn đề. Do vậy các bạn cần luyện tập nhiều hơn. Thì đến tiếp theo, cái đến nghiêng mình, động tác này sẽ lặp đi lặp lại giúp hỗ trợ và tăng cường phần cơ, khoang bụng. Hai chân bước dọc bằng vai, hai bàn chân song song với nhau. Tôi sẽ xoay ngang để các bạn có thể dễ theo dõi hơn. Bắt đầu, hít vào tay dang ngang vươn lên, hai tay đan lại, đẩy ngược lên. Gồng siết cơ bụng, nén thở nghiêng sang bên trái, nén thở. Nâng người lên, thở ra. Các bạn sẽ cảm thấy người mình sẽ hơi rung lên một chút, lớn. Hít vào, đẩy ngược lên, gồng cơ bụng lại, siết chặt nhóm cơ bụng, nén thở nghiêng bên phải. Tay vẫn vươn, gồng chắc cơ bụng lại. Nâng người lên, thở. Chúng ta lặp lại trong 3 vòng. Hít vào, nén thở, gồng siết cơ bụng nghiêng bên trái. Nâng người lên, thở ra. Hít vào, gồng cơ bụng, nén thở nghiêng bên phải. Nâng lên, thở một vòng nữa. Hít vào, nén thở nghiêng bên trái. Nâng lên, thở ra. Hít vào, nén thở, chúng ta giữ căng tay nghiêng bên phải. Nâng lên, thở ra và hạ tay xuống. Có thể một số bạn sẽ cảm thấy rất là tê, rất là khó chịu vùng tay, hoặc là cảm thấy hơi khó thở một chút, thì các bạn cố gắng. Cái thời gian thì mình sẽ hướng dẫn là 3 lần. Tuy nhiên nếu mà ở nhà các bạn có nhiều thời gian hơn, hãy tập nhiều hơn, khoảng tầm 6 lần. Vẫn là động tác nghiêng mình, nhưng động tác này sẽ kéo giãn nhiều hơn. Chúng ta sẽ sử dụng hơi thở hít vào thở ra, chứ không hít nén như vừa rồi. Tác dụng của hít nén làm cho cơ bụng của bạn rắn chắc hơn rất là nhiều. Ở biến thể tiếp theo, giống ít xì như vậy, nó khác hơi thở và khác tác dụng, đó là kéo giãn nhiều hơn. Hít vào, hai tay vươn ra này.
đẩy ngực lên. Thật ra chúng ta nghiêng sang bên trái. Khi thở ra, hơi thở ra thì độ giãn sẽ mạnh hơn. Gồng siết cơ bụng, nén thở đứng lên. Từ bên, hít vào, thật ra nghiêng bên phải. Nén thở, gồng bụng, rồi đứng lên. Hít vào, đẩy ngực lên. Thật ra nghiêng bên trái. Gồng cơ bụng, nâng lên. Hít vào, thật ra nghiêng bên phải. Nén thở, nâng lên. Một vòng cuối, hít vào, thật ra nghiêng bên trái. Gồng cơ bụng, đứng lên. Hít vào, thở ra nghiêng bên phải. Gồng cơ bụng, đứng lên. Hạ tay xuống, thả lỏng tay một chút. Các bạn có thể ý khi chúng ta nâng lên hoặc chúng ta cúi xuống hoặc đứng dậy, hãy cố gắng gồng siết cơ bụng lại. Các trường hợp những các bạn liên quan tầm trên 30 tuổi ấy, chúng ta rất hay bị sút lưng, rất hay bị chấn thương phần lưng, và đa phần các trạng thái chấn thương chúng ta hay xảy ra trong cái tình trạng mà đang cúi xuống đứng dậy rất bất ngờ. Do vậy trong cuộc sống hàng ngày, khi mà chúng ta cúi xuống và đứng dậy, chúng ta phải gồng siết cơ bụng lại rồi hãy đứng dậy thì nó sẽ an toàn trong cuộc sống lưng của bạn hơn. Cũng như động tác vừa rồi, khi chúng ta nâng người lên, chúng ta siết cơ bụng lại sẽ hỗ trợ làm khỏe toàn bộ sống lưng. Cái trọng lượng sẽ không dồn quá nhiều vào cái hệ thống xương của mình và không xảy ra tình trạng chấn thương. Rồi tiếp tục, hai chân vẫn giữ rộng bằng vai, tư thế căng duỗi, hít vào hai tay vươn, thật ra vươn dài người về trước, gập người xuống, hai tay nắm cổ chân, nhắm hai mắt lại, hít thở trở lại. Mỗi lần thở ra, chúng ta chìm sâu xuống một chút. Tùy độ dẻo của mỗi bạn, đừng quá tập trung vào việc kéo sâu xuống. Hãy để ý là một chân chúng ta vẫn giữ thẳng và lưng cố gắng duỗi dài. Trán chúng ta sẽ hướng xuống dưới chứ không cuộn tròn trán và đầu gối. Lưu ý, hãy tập trung hoàn toàn vào hơi thở, hít thật chậm, thở từ từ và chọn là nhịp thở. Khi nào thở ra thì chúng ta sẽ kéo căng một chút. Mỗi lần tăng độ căng chỉ một chút thôi, đừng tăng quá nhanh. Kết thúc tư thế, từ từ buông tay, thả lỏng tay, thả lỏng cổ. Tổ hợp tiếp theo, tổ hợp thì tấm ván thì con rắn thì chó dưới mình. Hít vào, chúng ta chống hai tay xuống thẳng, bước lùi lại hai chân. Thì tấm ván gồng siết cơ bụng và cơ đùi. Thật ra hạ võng lưng xuống tư thế con rắn, đẩy lồng ngực về trước, nhấc cao vai, hít vào và thở ra, gồng siết cơ bụng, kéo người lên thì cho dưới mình. Thật ra nhấn vai xuống, duỗi căng cánh tay, lặp lại, hít vào tấm ván, siết cơ đùi lại. Thật ra hạ võng lưng tư thế con rắn, đẩy người lên, hít vào và thở ra, thở ra để cho dưới mình, duỗi căng cánh tay. Một lần nữa, hít vào thì tấm ván, thở ra hạ võng lưng, đẩy người lên. Hít vào và thở ra,
thở ra, tư thế chó duy mình. Tư thế tấm ván chúng ta sẽ giữ tư thế trong khoảng trên 30 giây. Hít vào thì tấm ván. Chúng ta giữ tư thế, chúng ta phải giúp chắc toàn bộ khỏe, toàn bộ cánh tay, cửa bụng, cửa đùi. Hãy lưu ý cánh tay chúng ta vuông góc với sàn, siết đùi và cơ bụng lại trong khi giữ tư thế. Ở mức cơ bản chúng ta cố gắng giữ trong thời gian 30 giây. Còn nếu các bạn muốn bụng mình chắc và thon hơn, hãy giữ nhiều hơn, nhiều hơn. Nhưng nhớ, nếu chúng ta cảm thấy mỏi lưng và vùng lưng bắt đầu võng xuống thì chúng ta có thể dừng và kết thúc tư thế. Ta cố gắng thêm một vài giây nữa. Hạ hai gối xuống, từ từ nằm người xuống. Hít thở sâu vài hơi. Hít thở sâu vài hơi. Tiếp tục tư thế chủ tứ chi, để các bạn nâng người lên, kiểu tay chống xuống thảm. Khoảng cách giữa hai kiểu tay chúng ta rộng bằng vai, chính bằng độ rộng hai vai của mình. Hai tay có thể đan lại, bàn chân dừng lên, khoảng cách giữa hai chân cách rộng khoảng tầm 5 đến 10 phân, 10 cm. Chuẩn bị. Tương tự giống như thế tấm ván vừa rồi, cũng tác động vào cơ đùi và cơ bụng. Hít vào, nâng lên. Sau đó chúng ta giữ, hãy siết mạnh cơ đùi lại và gồng chắc cơ bụng lại, đẩy cao phần vai lên, hơi cúi đầu xuống một chút. Nếu muốn chắc khỏe hơn vùng tay và vùng vai, chúng ta ghi cái trọng lượng của mình, dồn sức nặng có thể về phía bàn tay. Đừng để nỗi động tác, những động tác mọi người hay bị võng xuống này thì rất là đau lưng. Khi thở mạnh, hít thở mạnh để lấy sức để giữ tư thế. Là 10 giây nữa. Từ từ hạ xuống, nằm xuống. Hít thở sâu. Mỗi tư thế chúng ta cố gắng giữ trong thời gian tối thiểu là 30 giây. Tuy nhiên hãy nhớ, hãy tăng dần theo thời gian. Các động tác trong suốt sơ di 7 ngày tương đối là cơ bản và rất là dễ nhớ. Tư thế tiếp theo, tư thế châu chấu. Hai tay quanh đầu, ngón tay chạm cùng tay của nhau. Chụp sát hai chân, chúng ta cũng tác động toàn bộ vào phần cơ lưng. Thời gian giữ tối thiểu 30 giây, chuẩn bị. Bắt đầu. Hít vào, nâng cao tay lên, thở ra giữ, tập trung vào cổ tay, đẩy cao cổ tay lên, tập trung vào phần chân, tất cao phần chân lên, nó sẽ gồng xiết toàn bộ phần cơ đùi và cơ bụng của bạn, toàn bộ sống lưng được kích hoạt, chúng ta lại tương đối tốn sức, xét về khía cạnh thì đây là động tác mà giúp chúng ta giảm cân rất là hiệu quả này, đẩy cao. Nào cố gắng một vài giây, hạ xuống, hãy thở sâu. Động tác là các bạn có thể thực hiện lặp đi lặp lại rất nhiều cách tập trong yoga. Một là chúng ta có thể giữ nguyên động tác, hai là chúng ta có thể thực hiện bài tập lặp đi lặp lại giống như cái như mình vừa rồi. Thay vì chúng ta giữ trong 30 giây thì chúng ta có thể lặp đi lặp lại. Đấy, cách đấy sẽ dễ thực hiện hơn so với những bạn mà có thể lực là tương đối yếu, và cũng như là chúng ta có thể làm quen dần lúc động tác này, có thể là nó điệp lại giống như một số bài tập buổi hôm trước, đó là chúng ta hít vào đầy hơi, chúng ta nâng lên, sau đó nén một vài giây, sau đó hạ xuống thở ra. Hoặc khi các bạn đã thành thục và đến ngày thứ tư các bạn đã quen rồi thì chúng ta sẽ giữ hẳn trong khoảng thời gian trên 30 giây. Thì thế tiếp theo thì để con rắn chụp sát chân, kéo sâu bàn tay xuống, hít vào, kéo người lên, thở ra, nhấc cao vai, đẩy người về trước,
Hãy lưu ý nếu chúng ta cảm thấy đau vùng sống lưng thì hãy tập trung kéo căng cột sống lưng phía trước hoặc là hơi trùng nhẹ cổ tay xuống một chút. Hít vào một lần này, thở ra như thế cho giữ mình. Duỗi căng cánh tay và từ từ hạ hai gối xuống thẳng. Rồi chúng ta ngồi dậy. Động tác tiếp theo cũng tác động vào phần cơ đùi và cơ bụng. Tư thế gọi là tư thế lạc đà. Nhưng động tác này sẽ lặp đi lặp lại. Chúng ta sẽ lặp lại trong 6 lần. Và các bạn có thể tăng lên nếu mà cái thời gian mình có nhiều hơn. Hãy quan sát. Giữa cho đùi của chúng ta vuông góc sàn. Sau đó hơi đẩy ưỡn phần bụng dưới phía trước một chút. Gập sát đầu lại. Gồng cơ bụng lại. Gồng chắc lại. Hai tay đặt chạm vào mang tay. Cách thực hiện, chúng ta sẽ hít đầy một hơi lồng chắc cơ bụng và giữ nguyên toàn bộ cấu trúc phần thân trên như vậy. Chúng ta giống như là cái đầu gối của mình giống như một cái trục xoay ấy. Và toàn bộ cấu trúc bên trên sẽ đổ về sau tùy độ khỏe của mỗi bạn. Cấu trúc cong ở bên trên không thay đổi. Giữ một vài giây sau đó nâng lên và thở ra. Và chuẩn bị. Hít vào. Nén thở gồng cơ bụng này. Nghiêng đổ người về sau. Hãy nhìn vào bụng. Hãy tập trung cúi đầu xuống nhìn vào bụng. Nâng người lên thở ra. Bạn thấy rất là mỏi cơ đùi đúng không ạ? Chính xác đấy. Lặp lại. Hít vào. Nén thở gồng bụng. Nghiêng đổ về sau. Nghiêng đổ về sau. Nâng lên thở. Và tiếp tục. Hít vào. Nén thở gồng cơ bụng. Gồng cứng lại. Nghiêng đổ về sau. Nâng lên thở. Tiếp. Hít vào. Nén thở. Gồng bụng. Đổ người về sau. Nâng lên. Tập bài. Hít vào. Nén thở. Gồng bụng. Đổ người về sau. Nâng lên. Và một lần cuối. Hít vào. Gồng cơ bụng, đổ người về sau, nâng lên thôi. Ngồi xuống thì thấy đứa bé vươn dài cánh tay về trước, chán chạm xuống thầm, hít thở chậm. Tiếp tục, rồi mời các bạn ngồi dậy, co chân và giữ chân về trước, tư thế căng duỗi. Hôm nay chúng ta sẽ giữ căng mũi chân, vì vừa rồi chúng ta sẽ có một loạt tư thế liên quan đến tăng cường săn chắc vùng cơ bụng. Tuy nhiên thì có thể cái phần cơ của bạn nó chưa được kích hoạt đủ, thì một số cái sức nặng nó vẫn gây ép lên cái sống lưng của mình. Do vậy khi chúng ta giữ mũi chân trong biến thể này, chúng ta sẽ kéo giãn được nhiều vào vùng lưng của mình nhiều hơn. Sự khác biệt nhé, dựng chân khác và giữ chân đều khác nhau. Giữ thẳng lưng, hít vào, hai tay vươn lên, nhấc cao lên, đẩy ngược lên. Thật ra vươn dài người về trước, tùy độ dẻo mỗi bạn, hãy chạm tay xuống thẳng. Mỗi lần chúng ta thở ra, hãy lân tay về phía trước một chút. Đây là động tác tương đối dễ chịu nếu mà chúng ta biết cách thực hiện cũng như là kiên nhẫn trong quá trình thực hiện, không nóng vội. Mỗi lần mình thở ra, chúng ta lân tay. Nếu cảm thấy cùng chân tương đối đau thì chúng ta giữ nguyên. Hay nhắm mắt lại để sự tập trung tốt hơn. Thông thường nếu mà chúng ta ở lớp hoặc là có thời gian tập luyện, hãy giữ động tác là trên 1 phút, trên 3, trên 60 giây. Lưu ý mỗi lần thở, hãy lân tay. Một sống lưng, một vùng chân, cái độ linh hoạt của chân được gọi là trung bình. Thì trong biến thể này, cổ tay chúng ta phải vươn được tới phần ngón chân, mũi chân. Nếu mà bạn vẫn chưa vừa tới thì nó thể hiện toàn bộ cấu trúc chân của bạn cũng như là các đốt sống lưng đang gặp rất nhiều các vấn đề khác nhau. Như vậy hãy nỗ lực tập luyện nhiều hơn. Nào tiếp tục lên.
từ từ buông tay lùi lại, tư thế phần mình co chân bên trái gác sang bên phải, có chân trái ngang với đầu gối chân phải và dựng thẳng đầu gối lên, dựng thẳng màn chân phải lên và thẳng cả lưng lên, xoay người sang bên trái, cử tay phải kỳ vào gối trái, giữ lưng thẳng, hít vào đẩy ngực lên, ra xoay người sang bên trái nhìn về sau, tập trung sức mạnh vào cử tay bên phải để đẩy vào gối trái thì chúng ta tạo thành một xoắn ở vùng vai. Mỗi lần thở ra hãy đẩy ngực lên một chút, nhìn về sau, đẩy ngực lên. Hãy để ý phần chân phải chúng ta đang duỗi, cái chân phải luôn luôn dựng lên, đừng để nó cong hoặc là bàn chân bị rơi đổ nghiêng như này. Rất nhiều người bị vặn sai, nhìn nó sẽ không tác dụng gì cả. Từ từ xoay người lại, thoát khỏi tư thế. Rồi bên, hít vào thẳng lưng, ra, xoay sang bên phải, nhìn về sau. Thông thường với các giáo trình của tôi thì các cái động tác, trừ các động tác mà phải lặp lại nhiều lần thì mình sẽ hô hít thở để các bạn theo lệnh. Còn các động tác giữ thì các bạn sẽ phải tự kiểm soát cái hơi thở của mình theo cái lượng hơi mà các bạn phải duy trì được. Ví dụ trong tư thế này, tư thế giữ thì các bạn cứ hít thở bình thường, cố gắng để hít sâu nhiều trong khả năng của mình. Đẩy ngực lên, nhìn về sau, hơi xoay người lại. Chúng ta vẫn thực hiện với chiếc gạch của mình, đó là hãy nằm xuống kê bên gạch để thắt lưng và làm thư giãn. Hãy đặt bên gạch ở dưới vùng thắt lưng cùng khung trọng, hai chân tách rộng. Nếu bạn nằm trên sàn nhà và sàn nhà không bị lạnh trong mùa đông thì chúng ta sẽ tách rộng nhiều hơn nữa ra ở ngoài thảm. Còn nếu mà thời tiết lạnh hơn thì chúng ta hãy nằm gọn trong chiếc thảm của mình. Lòng bàn tay nổi lên, thả lỏng bàn chân rơi đổ sang hai bên, hít thở chậm. Hãy giữ nguyên tư thế để thư giãn. Cứ giữ nguyên, đừng ngồi dậy. Vừa rồi là bài tập của ngày thứ tư, các bạn hãy cứ tiếp tục làm thư giãn. Vừa rồi là bài ngày thứ tư, đó là tăng cường cái nhóm cơ của vùng thắt lưng của mình. Cơ bắp trong cơ thể nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta. Những người nào có nhiều cơ bắp hơn thì sức khỏe sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Hãy quan tâm việc bổ sung cái lượng đạm, thức ăn uống hàng ngày chúng ta cân bằng lượng đạm mà chúng ta ăn hàng ngày. Lượng đạm có thể lấy từ các cái đạm tốt, ví dụ như trong lòng trắng trứng, trong đậu hoặc là trong các cái thực phẩm bổ sung nhưng mà có nguồn gốc là từ thực vật thì nó sẽ tốt cho sức khỏe của các bạn nhiều hơn. Hạn chế ăn các đồ tinh bột hoặc là sử dụng các cái đồ nước ngọt mà có nhiều đường, tại vì các đồ đấy thứ nhất là sẽ làm cho lượng mỡ của các bạn tăng lên rất là nhanh, thứ hai là gây ra rất nhiều các vấn đề liên quan đến bệnh lý, ví dụ như bệnh tim mạch, mỡ máu, tiểu đường, huyết áp, đó đều là do ảnh hưởng của các cái thực phẩm mà có nhiều lượng tinh bột hoặc là nhiều lượng đường trong thực phẩm đấy. Thì hy vọng các bạn hãy quan tâm và để ý đến cái chế độ ăn của mình cũng ảnh hưởng đến cái việc là có giúp cho cái sức khỏe mình tốt hơn không, hay là làm cho vùng lưng của mình có khỏe hơn không mỗi ngày. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo vào ngày thứ năm.